Dạ, lời nói đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn thời gian qua đã xem những video của kênh và ủng hộ kênh. Thì sáng nay là sáng sớm tinh sương các bạn, thì chờ xíu nắng lên xíu nữa thì mình sẽ đi đi thăm ruộng các bạn, là mình kiểm tra tất cả các loại dịch hại ở trên đồng, gầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thăng, mũi hành, đạo ôn, đốm dằn, nói chung là tần tật các thứ bệnh để mình bổ thuốc các bạn. Thì cũng sắp Tết rồi, mình bổ thuốc để mình phun, để mình đáng ngại nhất là con rầy nâu các bạn. Thì mình sợ nhất là vấn đề mà nó chảo nóc ngay Tết, ra là mình bổ thuốc thì thuốc gầy là chính, cái kia thì cộng dồn vô để mình tiết kiệm một lần phun để ăn Tết cho an toàn các bạn, để qua Tết cái cháy gầy công nó phiền nữa. Đây các bạn, tại sao mình nói là nó bị nhiễm rầy? Khi con gầy nó lớn, nó lột xác đó các bạn, thì nó bỏ cái xác nó ngoài này. Thì chỗ này là gọi là gầy cám, này cái vỏ của nó là gầy cám đây. Thì khi mà nó lột xác rồi, nó nước chúng ta đó, nó làm trôi ra ngoài cái đường mương phèn đó, đường nước nổi đó. Thì mình thấy xác nó rất là nhiều. Thì tiến hành mình thăm ở trong thôi. Mình thấy cái cảm quan bên ngoài vậy là mình thăm ở trong thôi. Thì đây các bạn, đây ảnh tràn ra ngoài luôn đây. Đây, ảnh của anh gầy nâu đã lên nâu rồi đây. Gầy nâu các bạn, chân dung của anh gầy nâu đây. Mấy vụ rồi thì áp lực nó nhẹ các bạn, đã điều này nó phát sinh rồi. Rồi đối tượng tiếp theo mình kiểm tra cập nhật tình hình. Cái này sâu ống này bạn, sâu đục thăng đây. Thì sâu ống với sâu đục thăng, sâu ống gọi là sâu đục thăng đó, chứ mũi hành đó, là nó gây hại gần giống nhau. Có nghĩa là chỗ nào là lúa nó thưa, nó thoáng. Thường thường thông thoáng thì không có cái đối tượng dịch hại mới đúng, nhưng mà khi mà chỗ lúa thưa lúa thoáng thì con sâu đục thăng nó sẽ tấn công. Bởi vì thành ra là mình kiểm tra thì tại mình làm chỗ của mình á, mình quen rồi. Đây là cái đường mương thoát nước và cũng là cấp nước. Bên đây thì có cái vườn cây ăn trái nên nó gặp ánh sáng chiều, ánh sáng chiều thì không ảnh hưởng gì mấy. Nhưng mà có cái đường nước đây thì nó luôn có nước. Thành ra là cái đối tượng mà dịch hại là con sâu đục thăng với con mũi hành á, là nó gây hại. Bây giờ mình tập trung mình quan sát đây. Đây hiện tượng nó lột xác, nó thoát đi rồi đây. Rồi nó để lại cái cọng lúa của ta, cái lá cuối cùng đó, nó tròn như cọng hành vậy đó. Thành ra là mình gọi là mũi hành đó là nó gây hại. Thì cái chà lúa này nó, cái bụi này nó 4 cây, nó gây hại 1 cây qua là hoàn toàn. Còn 3 cây còn lại thì an toàn. Thì cây này 2 nhánh. Thì nó gây hại chính thân chính. Còn cái này thì nó bình thường, nó không bị gây hại, có thể là cây này nó phát triển thành cái bông được các bạn. Còn cái này thì nó đây, mình chưa thấy nó phát lỗ, nó chui ra, để mình bắt nó ra xem sao. Để các bạn, để mình lấy nét nó rõ hơn này. Thì đây, ảnh đây, để mình đưa ảnh ra ngoài luôn đây. Ra ngoài hoàn toàn, cũng nhỏ thôi các bạn, xem ảnh nhỏ cho ảnh gây hại rất là lớn các bạn. Ảnh xâm nhập vô, ảnh ăn cái đỉnh sinh trưởng hay là ảnh tiết chất độc gì đó, cái làm cho cái cọng lá lúa, lá đài, lá tiếp theo đó, nó cuốn thành cọng hành luôn, rồi nó gây chết cây lúa luôn các bạn, không có làm đồng, không có chỗ bông gì nọ hết trơn.
Bởi vì đối tượng này mới đây, mình phải xem, cho các bạn xem kỹ hắn lại lần thêm lần nữa nha. Đây nữa nè bạn, đây nữa là một cái này một bụi này nó năm chồi đây, thì nó gây một cái chồi hại này hoàn toàn đây, thì cái này nó chưa có, nó chưa thoát ra các bạn, nó chưa có đục lỗ thoát ra, thì để mình xé ra để mình cho các bạn xem. Thì cái bạn này bạn khô các bạn, bạn chết. Thì khi mình lột ra nó có những cái con ong nhỏ các bạn, nó bay ra, nó giống như trong trái sung, ruột trái sung vậy đó, nó bay ra rất là nhiều đây. Mình có con tay mình quay không kịp để mấu mình cập nhật cái con đó cho các bạn xem. Chắc có thể là thiên địch của cái loại con mũi hành này các bạn. Ở đây nếu mà được thì mình phát hiện mới. Bởi vì mình cố gắng để mình tìm cái con đó là con gì để mình biết cụ thể coi. Chắc có thể là con đó là con ong ký sinh đó các bạn. Thì đây là các bạn, cái bụi này thì bị sâu đục thanh và thân và mũi hành gây hại cùng trên một bụi lúa luôn. Mình ghi nhận lại thì con sâu đục thanh đây, mũi hành đây, thì cái này nó nở các bạn, nó đục vỏ, nó nở rồi, nó bay đi rồi, nó lột xác nó bay đi rồi, để mình kiếm con sâu đục thanh trong đây coi. Đây các bạn, chân dung anh sâu đục thăng đây. Thành ra là mình bắt được ảnh cũng khá lớn rồi đây. Thì cái đối tượng cái hàng mũi hành với sâu đục thăng các bạn, thì nó rất là nhẹ thuốc. Chúng ta phun trên lá cũng được, mà chúng ta gãi, dặn gãi trộn vô phân cũng được. Thì mình chọn giải pháp này là mình phun trên lá các bạn. Thì mình sử dụng cái thằng 3.6 đó để mình cộng với thằng Bexina để mà mình sử dụng cái thằng 3.6 đó, thì nó mạnh trên cái sâu rầy, nhưng mà nó mạnh về sâu. Còn Bexina thì nó mạnh về nhóm chích hút về rầy các bạn. Nên mình cộng hưởng lại, và một phần mình sử dụng cái thằng thuốc bệnh đó, thằng Riomingon đó, thuốc trị bệnh để mà nó diệt nấm phổ rộng đó, chứ nó tạo cái nó kích xanh cái lá lúa đó để mình tiêu diệt các đối tượng hại một trong một lần phun. Thì đợt này là mình sử dụng ba loại đó. Thì cái đối tượng âm thầm ở trong này sâu đục thăng và con mũi hành đó, thì mình cũng nhau cập nhật chân dung cho các bạn xem rồi đó. Thì đây là hai đối tượng hại, cái cắn vô cây lúa nó sẽ bị thiệt hại hoàn toàn. Còn sâu cuốn lá thì đỡ hơn, nó thực hiện nó mình thấy ở bên ngoài. Đây các bạn, đây là cái hiện tượng lá lúa cam đây. Thì mình ghi nhận hiện tượng bất thường như phải là dàn lá chín sớm không? Thì dấu hiệu nó cũng tương đương với nhau. Dàn lá chín sớm. Bị nửa bên. Nhưng mà cái dấu hiệu cam lá thì nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà dấu hiệu vàng lá chín sớm thì nó xuất phát từ một điểm cái chấm bệnh đó, nó kéo lên đó. Thì cái này thì mình phát hiện trễ rồi. Thì cái này mình nghi giữa hai loại các bạn. Một là bị cam lá do con gầy nâu nó do con rầy nó truyền đó, truyền loại virus đó. Và thứ hai là vàng lá chín sớm. Thì cái dấu hiệu này mình nhìn như vậy thì có thể là đây là vàng lá chín sớm, nhưng mà bởi nó bị nặng quá đây, không biết mình sao đây, để mình theo dõi cái bụi lúa này. Thì mình để mình theo dõi đặc biệt cái này. Thì trong cái giai đoạn này thì mình sử dụng Ridomin đó. Nếu mà nó là vàng lá chín sớm thì nó sẽ giải quyết được, nó phòng được mấy lá còn lại, nó không bị lây lan. Còn nó bị do virus mà để mà gọi là vàng cao đó, vàng lùng sáng lá trước đó, nhưng giờ nó chuyển sang cao đó, thì đó mình phải tính lại cái này thì cái như nó thiệt hại hoàn toàn. Đây là cái đốm nâu đây các bạn, đây là cái đốm nâu đây, thuốc này, cái này là rất là kén thuốc trị đây, nhưng mà đây là nó bị vàng xung quanh, nếu mà vàng lá chín sớm nó nhiễm vô thì kéo dài lên đó. Đây là đốm nâu đây, vậy thành ra là mình
không biết cái thằng bụi lúa này nó bị vàng lá chín sớm hay là bị vàng cao do cái con virus. Thì mình để đi, mình quan sát, cắm cái cây làm dấu. Rồi thì cũng có chớm xuất hiện đau ôm nhẹ các bạn, thì mình cũng cộng vô luôn, thằng Glidomin nó giải quyết luôn. Rồi, vậy các bạn. Đây các bạn, thì mình sử dụng 3 loại Glidomin Gold. Mình sử dụng một bình là 50g BCNA. Như đàn chai nhỏ các bạn, thì mình sử dụng một bình phun 20 lít đó. Là mình sử dụng là một chai này. Thì một chai này mình phun một công là một bình rưỡi. Thì tính ra một công tầm cắt của mình thì là một chai rưỡi. Để mình giải quyết vấn đề mình con gà nâu các bạn. Để nó bộc phát lên khó chịu lắm. Thì kế đến nó thằng 3.6 các bạn, nước trong á. Thì mình sử dụng này là một chai này là 450c, thì mình sử dụng cho 7 bình. Thì chia ra, còn thằng Glidomin Gold này thì mình nói nãy đó, nhưng mà nhắc lại thì mình sử dụng 50g các bạn, 50g cho một cái bình phun 20 lít á. Thì mình sử dụng một bình rưỡi thì nó khoảng 75g trên công 1.300. Thì bịch này bịch ký các bạn. Rồi, đây là hình ảnh cái bình phun hơi xa, cách hơi xa mình. Đây là hình ảnh bình phun. Rồi, pha thuốc thế là phun thôi các bạn. Phun đều. Ước một bữa công là mình phun khoảng cỡ 30 lít cho công 1.300. Thì cộng loại lại 3 loại trên á, thì mình hy vọng đợt này thì gầy nó sẽ hết. Rồi mình diệt luôn được cái con sâu đục thăng và cái con mũi hành sâu cuốn lá, và tiêu diệt được một số mầm bệnh để cho cái lúa nó lấy lực, nó phát triển cái đồng đồng cho nó to, nó lớn, nó dài các bạn. Rồi, dếu đến đây thì cũng khá dài. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn nha.